Xin chào các bạn, hôm nay Nghiện Nhà TV sẽ giới thiệu tới các bạn phương án 3D nhà anh Thắng ở Phạm Tuấn Tài, Hà Nội. Nào chúng ta cùng tham khảo nhé! Căn nhà có diện tích thiết kế 60m² với tông màu xám của sự cân bằng, mát mẻ, trung tính. Không chỉ mang theo sức mạnh, sự bí ẩn của màu đen mà còn truyền thụ vẻ lạnh lùng, đơn giản của màu trắng. Đây là tông màu yêu cầu sự khéo léo của kiến trúc sư, bởi khi vận dụng sai màu xám sẽ phản tác dụng, trở lên u sầu, buồn tẻ, nhếch nhác. Tuy nhiên dưới bàn tay của kiến trúc sư V Home, nó đã phát huy tối đa vẻ đẹp của riêng mình. Không gian phòng khách được bố trí hệ sofa chữ L với bọc nệm êm đem lại sự thư giãn cho gia chủ, đồng thời khoe ra vẻ sang trọng của căn nhà. Hệ thống tủ bếp kịch trần ngăn nắp giúp không gian trở nên thông thoáng, tiện lợi. Phòng ngủ hai bà cháu được thiết kế với hai chiếc giường êm ái dễ dàng đi vào giấc ngủ, đồng thời vun đắp tình cảm bà cháu. Phòng ngủ là không gian thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Do vậy, phòng ngủ vợ chồng anh Thắng được thiết kế ấm cúng, là phương tiện trau dồi, bồi đắp tình cảm vợ chồng. Tất cả chi tiết, đường nét, màu sắc hình khối của căn nhà toát lên vẻ đẹp sang trọng, tiện nghi của phong cách thiết kế nội thất hiện đại. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn lắng nghe, có nhu cầu tư vấn xin hãy bình luận phía dưới video.